Ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi, có nàng công chúa xinh đẹp tên là Alida. Nàng có một nguồn phép thuật tuyệt vời được bà tiên đỡ đầu ban tặng từ nhỏ, đó là đem lại năng lượng sống cho đồ vật. Không những thế, Alida từ bé đã được cha mẹ chỉ dạy là luôn thương yêu mọi người, nên nàng rất thân thiết và gần gũi với họ. Và chính vì vậy, nàng có cơ hội được gặp Kevin, chàng trai nghèo khó nhưng rất tốt bụng và chăm chỉ. Dần dà, hai người càng ngày càng trở nên gắn bó sau những buổi dạo chơi cùng nhau, đặc biệt là cùng chia sẻ niềm đam mê hội họa. Hả? Trong một lần đi tham quan vùng ngoại ô khô cằn ở vương quốc, Alida thấy một bà lão ngã ở trên đường, liền vội vàng đưa bà lên xe để trở về nhà ở tận rừng sâu. Ta đã nghe danh công chúa Alida hiền lành tốt bụng từ rất lâu rồi. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội được diện kiến và nhận được sự giúp đỡ của công chúa như thế này, khiến cho ta rất là cảm kích. Dạ không có gì đâu bà, đó là trách nhiệm và tấm lòng của một cô công chúa đối với người dân yêu quý của vương quốc thôi ạ. Bà lão rất hài lòng khi nghe những lời nói chân thành của Alida, rồi gật gù lấy ra một quả cầu phép thuật. Ta nghe nói công chúa có khả năng ban sự sống cho các món đồ vật, nên ta muốn báo ơn nàng bằng cách cho nàng thêm phép thuật có thể trò chuyện và chữa lành vết thương cho mọi loài vật. Như vậy, nàng lại càng thêm sức mạnh để cố giúp mọi sự sống xung quanh mình. Tấm lòng tốt bụng của nàng sẽ được dang xa hơn. Nghe tốt thật đấy, nhưng ta có thể sở hữu phép thuật đó ư? Để đổi lại, nàng phải đưa cho ta một giọt máu để kích hoạt sức mạnh. Có được không? Nghe lời ngon ngọt của bà cụ, Alida gật gù đồng ý, rồi đưa tay ra chạm vào mũi kim để tiến hành kích hoạt sức mạnh. Bỗng một luồng sáng bí hiểm tỏa sáng xung quanh, nhập vào người công chúa trước nụ cười bí hiểm của bà cụ. Sau khi việc ban phép thuật được hoàn tất, Alida liền thử phép thuật lên một cái cây khô gần đó, y như rằng cái cây sống lại và còn nhảy múa trước mặt của nàng. Công chúa vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Sau đó, nàng tạm biệt bà cụ và trở về. Thấy Alida đã đi xa, bà cụ liền hóa thành mụ phù thủy hắc ám. Hóa ra, vì ghen tị nhan sắc và năng lực của công chúa, mụ phù thủy này đã luôn muốn ám hại nàng. Tuy nhiên, phép thuật của dòng tộc phù thủy lại không cho phép trực tiếp cướp đi sinh mạng của bất kỳ ai, nên người ta đành luyện một lời nguyền khiến công chúa phải trải qua nhiều nỗi khổ, chán nản đến mức tự mình buông bỏ sinh mệnh. Ta mong đến ngày Alida sử dụng năng lực mới này đến lần thứ 100 quá. Lúc đó nàng ta sẽ mắc phải một căn bệnh nặng không ai có thể chữa được, khiến nàng trở nên chán giường. Và ngày nàng rời khỏi trần gian này sẽ sớm thôi. Tuy nhiên, Alida lại không hề hay biết điều này, nên ngày qua ngày, nàng đều cùng Kevin vẫn dùng năng lực này để giúp mọi người. Đến một hôm, khi Alida đang chuẩn bị hồi sinh một cành hoa hồng héo, thì đột nhiên có những luồng khí hắc ám tỏa ra từ tay nàng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cành hoa hồng lại trở nên héo úa và bốc cháy chứ? Tay và đầu mình đau quá. Chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy ra thì nàng đã ngất xỉu. Kevin gần đó thấy vậy liền nhanh chóng bế công chúa về cung điện báo tin. Rất nhiều thầy thuốc đến khám cho Alida, nhưng ai cũng lắc đầu, không tìm ra nguyên nhân và cách chữa bệnh. Công chúa ngày ngày nằm trên giường nghe vậy, tâm trí vô cùng chán nản, không muốn đi đâu, ngày càng muốn buông bỏ. Kevin à,
Có lẽ ta cũng sẽ giống như bông hoa hồng ngoài kia, rồi một ngày nào đó cũng sẽ lụi tàn. Và có thể ta không thể cùng chàng chung sống trọn đời và vui vẻ giúp mọi người như trước đây nữa rồi. Ta cảm nhận được cơ thể mình ngày càng yếu đi và ta lo sợ. Alida, xin nàng đừng từ bỏ nụ cười và tinh thần lạc quan của mình trước đây. Ta nhất định sẽ tìm ra cách để cứu nàng. Alida không nói gì, thở dài và đưa cho Kevin bông hoa hồng rồi chìm vào giấc ngủ. Sau khi Alida nằm ngủ, Kevin vội xin đức vua và hoàng hậu được đi tìm bà tiên đỡ đầu để cứu Alida. Vì chàng nghĩ ra bà ấy là một vị tiên thông thái, chắc chắn sẽ có cách cứu công chúa. Nhưng trước khi rời đi, Kevin còn xin cha mẹ Alida một thỉnh cầu. Xin đức vua và hoàng hậu hãy chăm sóc vườn hoa hồng của Alida thật tốt, vì những bông hồng ấy chính là niềm tin và sự sống của công chúa lúc này. Được, ta sẽ cho ngươi chăm sóc vườn hoa thật tốt trước khi ngươi trở lại. Sau đó, Kevin liền lên đường đi tìm bà tiên đỡ đầu. Có điều, việc này đã bị mù phù thủy biết được, nên bà ta nhanh chóng hóa phép tạo ra rất nhiều cạm bẫy trên đường của Kevin. Mặc dù Kevin cố gắng chống chọi nhưng vẫn bị hạ gục. Trong lúc đang gặp nguy hiểm, những sinh vật từng được Alida và Kevin cứu giúp trước đó cùng bà tiên đỡ đầu đã tới giải nguy cho chàng. Sau khi khống chế được phần nào mụ phù thủy và nhìn thấy bà tiên đỡ đầu, Kevin vội vàng kể lại sự tình và cầu xin sự giúp đỡ. Được rồi, những bông hoa trên tay của con có phải là của Alida không? Ta có thể xem qua một chút được không? Vì ta cảm nhận được nguồn năng lượng mờ ám ở đây. Dạ được ạ. Quả đúng như bà tiên đỡ đầu suy nghĩ. Lời nguyền của mụ phù thủy quá lớn khiến cho phép thuật của bà bị đánh bật lại. Tuy nhiên, có một âm thanh vang lên từ bông hoa hồng khiến bà tiên đỡ đầu nở một nụ cười hy vọng. Dù ta không thể trực tiếp quá giải những lời nguyền của Alida, nhưng ta đã biết cách cứu công chúa nhỏ. Alida sinh ra và được ban phước với khả năng đem lại sự sống cho các đồ vật, thậm chí là những thực vật và động vật. Vì vậy, thứ duy nhất có thể giúp nàng sống lại chính là từ Alida phải chiến đấu và giành lại niềm tin sống cho bản thân. Còn đây là chiếc bút thần, nó sẽ hỗ trợ con cùng với Alida tìm lại được niềm tin sự sống đó. Con đã hiểu rồi, cảm ơn bà tiên đỡ đầu rất nhiều. Mặc dù mụ phù thủy rất tức giận vì Kevin được bà tiên cứu, nhưng mụ vẫn vô cùng kiên định về lời nguyền của mình và tin rằng công chúa sẽ héo mòn dần theo thời gian. Về phía Kevin, trên đường về cung điện, chàng gặp một cơn bão lớn và khi đến nơi, vườn hoa hồng đã gần như héo tàn toàn bộ và chỉ còn một bông hồng sót lại. Alida! Kevin, chàng đã về rồi sao? Chàng nhìn kìa, những bông hoa hồng đã dần dần tàn lụi rồi. Nếu đêm nay trời vẫn tiếp tục mưa và bông hoa hồng kia gục ngã, có lẽ cũng là muốn khóc thương cho sự ra đi của ta. Không, Alida, nàng đừng nghĩ như vậy. Ta cùng mọi người, mọi sinh vật và các loài động vật vẫn đang cầu chúc nàng mau chóng khỏe lại để cùng họ vui cười đó. Nên ta xin nàng hãy lạc quan lên. Tuy nhiên, dù ánh mắt Alida khẽ lay động khi nghe những lời động viên, nhưng có lẽ điều đó vẫn chưa đủ với nàng. Vì vậy, Kevin chỉ biết đau khổ, bất lực ngồi bên cạnh nàng và nhìn về phía bầu trời mưa bão. Tối hôm đó, một tiếng sấm vang lên khiến Kevin bừng tỉnh, còn Alida đang mê man trong ác mộng. Kevin hoảng hốt nhìn về phía bông hồng đang cố gắng trụ trong gió bão, và bỗng nhiên chiếc bút thần trong người chàng sáng lên, như muốn thôi thúc chàng dùng nó. Chợt chàng nghĩ đến cách dùng bút thần kỳ để vẽ lên một bông hoa hồng treo trước cửa sổ để giúp Alida có thêm động lực sống tiếp. Tuy nhiên, ngay khi bông hoa được vẽ xong, một phép màu lóe lên khiến bông hoa thành hoa thật tuyệt đẹp và mang lại nắng ấm ban mai tỏa sáng khắp mọi nơi. Khi đó, công chúa cũng tỉnh dậy và nhìn thấy bông hồng kỳ diệu cuối cùng vẫn tỏa sáng lung linh sau trận mưa bão. Kevin, sau trận bão đó mà bông hồng ấy vẫn thật kiên cường và quật cường để sống sót hay sao chứ? Đúng rồi, đó chính là sức mạnh của niềm tin vào những điều diệu kỳ trong cuộc sống đó, Alida. Nếu một tinh linh nhỏ bé ấy cũng có đủ sức để chống chọi qua khó khăn thì ta cũng sẽ cố gắng chiến đấu cho căn bệnh và sống tiếp. Sau đó, Alida chủ động vượt lên ý chí bản thân, cố gắng ăn uống
và ngày ngày vẫn nhìn ra phía bông hoa hồng tỏa sáng trong vườn. Dần dần, sức khỏe của Alida dường như được hồi phục và vui vẻ quấn quýt bên Kevin như ngày xưa. Đặc biệt, khi công chúa chạm tay vào bông hồng kỳ diệu đó, cả vườn hồng bỗng sáng rực lên và trở nên tươi nốt. Bông hoa này có phép thuật hay sao? Tại sao lại như vậy? Đó là do phép màu từ chiếc bút thần kỳ này. Sau đó, Kevin kể lại toàn bộ câu chuyện ngày giông bão cho Alida nghe. Ta mong nàng không trách ta vì đã giấu nàng chuyện này. Nhưng đó là những gì ta có thể làm để giúp nàng có niềm tin vào cuộc đời như trước đây. Ta... Không đâu, qua tất cả chuyện này, ta đã hiểu được sự lạc quan và suy nghĩ tích cực có vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống. Cảm ơn chàng đã hy sinh vì ta nhiều như vậy. Cuối cùng, Alida hạnh phúc ôm chặt lấy Kevin vì những điều tốt đẹp chàng làm cho mình. Đặc biệt, cha mẹ Alida cũng hiểu ra tấm chân tình của hai đứa con và quyết định ban thưởng hôn lễ cho hai người. Và rồi, đám cưới hạnh phúc của Alida và Kevin cuối cùng cũng diễn ra với sự chúc phúc của người dân trong vương quốc. Ở nơi sâu nhất trong khu rừng già cổ, tồn tại một ngôi làng với tất cả những bùa phép quyền lực bậc nhất mà truyện cổ tích có thể nghĩ ra. Làm hoa nở, khiến hoa tàn, tạo ra nắng, cầu vồng và... đại khái là mấy thứ tuyệt vời như thế. Quên chưa tự giới thiệu, ta là Ethan, một tiên tộc cấp cao, được phân công để đào tạo bốn mầm non tương lai. Hôm nay là ngày đầu tiên tiếp nhận công việc của ta. Chà, bốn học sinh gương mẫu nhất, chắc chắn chúng đã háo hức gặp ta lắm rồi. Có ai giải thích cho ta biết điều gì đang diễn ra được không? Không, không có chuyện gì, lỡ tay thôi ạ. Không có chuyện gì, chỉ lỡ tay thôi ạ. Vì phút đó ta biết được rằng có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như ta tưởng. Và quả đúng như vậy. Và đó là nguyên lý các nguyên tố tạo ra sự cân bằng về sức mạnh. Các em hiểu chưa nào? Hiểu mới là lạ đó. Thưa thầy Ethan, em có điều thắc mắc. Hay lắm Phi, em còn chưa hiểu điều gì, mạnh dạn nói đi đâu. Bài học thì em đã hiểu rồi ạ. Nhưng mà xua gió lạnh mùa đông là lửa trong đời sống, còn lửa tình phai ấy là thầy này biết không? Em đang đọc cái gì đấy? Dẹp ngay mấy cái thứ thơ ca nhảm nhí của cậu đi Phai. Thầy Ethan không thích cái lũ rỗng tuếch hừng hực như vậy đâu. Chắc chắn là thầy sẽ thích người dịu dàng phải không thầy? Thích? Thích cái gì cơ? Ta là thầy giáo của các em kia mà. Thầy thật là thiếu tinh tế. Lũ con gái trong khu rừng này ai chẳng thích thầy. Cả cái đứa giả vờ làm việc riêng nhưng mà vẫn giỏng tay lên nghe kia cũng không ngoại lệ đâu. Không hề nhé. Thôi thôi, chúng ta quay lại bài học được chưa các em? Ba đứa em mà nghiêm túc được như ra thì ta biết ơn lắm ấy. Em đang chép bài phải không cha? Cậu ta biết tên thầy cả trăm lần rồi kìa. Giờ thì ta đã hiểu tại sao thay vì được xếp vào lớp tiên ưu tú thì bốn nhân vật này lại phải ngồi ở lớp cá biệt này rồi. Các em thật sự không cảm thấy hứng thú với việc học tập hay sao? Ta thấy các em đều có tố chất cả mà. Không ít gì đâu thầy ơi, chú tâm giờ học để làm gì khi mà đằng nào họ cũng coi bằng em là lũ thất bại. Trước khi thầy đến, tụi em cũng luôn bị cô lập rồi. Không thể như vậy được. Hôm nay không học sách vở nữa, tất cả đi theo ta. Không thể ăn cơm cách bình thường để dạy dỗ những đàn tiên trẻ bất bình thường này được rồi. Đã đến lúc ta vận dụng ưu điểm phép thuật của mình. Chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ bạn thỏ này đây các em? Trước nào em có vẻ hào hứng nhé. Hả? Sao lại là em? Em không biết đâu. Dù sao thì em chẳng cần ăn gì hết cả mà. Chắc là thỏ cũng vậy. Ôi trời, đừng tiết kiệm sự thông minh của cậu như vậy nữa ấy nè. Sinh vật dĩ nhiên là không thể như thế rồi. Thôi nào cha, em có thể sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra cỏ làm thức ăn cho thỏ không? Dạ. Gà thực sự. Không sao, có tiến bộ rồi. Vậy quốc này, một chút nước để giúp thỏ giải khát thì không có vấn đề gì đâu nhỉ. Thưa thầy Ethan, em luôn sẵn sàng ạ.
Em xin lỗi, em hơi lỡ tay một tẹo. Giả giờ giả dịch. Nói gì đó đồ đần như đất kia. Phay à, còn mỗi em thôi, cho ta chút lửa hông khô lông được không? Ta sắp chết lạnh rồi. Dễ à. Không làm được gì thì làm ơn đừng có phá hoại nữa. Ơi không sao, trời cũng muộn rồi, hẹn gặp các em ngày mai tại đây nhé. Sáng ngày hôm sau, cả bốn nàng tiên đều có mặt đầy đủ, nhưng đợi mãi chẳng thấy ta đâu, tất cả tỏ ra vô cùng sốt ruột. Bỗng nhiên trên trời xuất hiện một con đại bàng to lớn vút qua. Con đại bàng kia lớn quá, nó quấn theo thứ gì đó rồi. Ôi trời ơi, là tiên rừng. Trong túi đó chính là tiên rừng. Bọn họ bị bắt đi rồi. Mau đuổi theo. Từng người một sử dụng năng lực của mình nhắm đưa đại bàng xuống, nhưng chẳng một nỗ lực nào đem lại hiệu quả. Đại bàng vẫn hiên ngang vượt qua một cách dễ dàng. Phay, lửa sẽ lan ra làm cháy khu rừng mất. Sau khi cố gắng đuổi theo con chim vào trong lâu đài, bốn người mới phát hiện ra con chim đó chính là ta, thầy giáo Ethan của họ biến thành. A-ơ là nàng tiên nhanh nhẹn nhất, không chần chừ lao lên trước, nhưng ngay lập tức bị bắt lại. Thầy Ethan, bài kiểm tra này hơi quá rồi đó. Không ổn, tất cả lùi lại, thầy Ethan bị thôi miên rồi. Ba nàng tiên nhanh chóng hiểu ra vấn đề, họ hợp lực lại giải cứu cho A-ơ, giúp ta thoát khỏi sự thôi miên. Ta thực sự sơ ý, thế mà để ả thôi miên được. Các em mau đi thôi, còn rất nhiều tiên tộc tinh linh đang bị bắt giữ. Dưới sự chỉ dẫn của ta, cả nhóm bước tới một căn phòng lớn, giam giữ các vị tiên khác trong phòng lúc đó. Cuối cùng thì ta cũng đợi được đến ngày thôn tính toàn bộ tiên tộc. Ngươi đừng vội mừng, nhất định Chúa sẽ gửi người đến chống lại ngươi, cứu chúng ta. Tất cả kẻ chống lại ta đều bị thôi miên hết rồi. Các người nói thử xem, ai sẽ là người cứu được cả ngươi đây? Chúng ta. Chúa ơi, làm ơn hãy cử người khác tới được không? Chúng ta xong đời thật rồi. Sắp chết tới nơi rồi, còn dám coi thường bọn ta. Xem đây. Những nỗ lực tiếp theo của từng người đều nhanh chóng bị tiên áo dễ dàng đánh bại. Chơi vậy là đủ rồi, lũ nhãi nhép các ngươi bắt đầu làm ta nóng lên rồi đó. Lúc này, khi bốn đàn tiên còn không biết nên tránh như thế nào thì biết sao giờ. Ta đành phải bay ra đỡ đầu như một vị cứu tinh thôi. Các em, cả bốn đều là những đàn tiên giỏi nhất mà thầy từng được dạy. Nhưng thế thôi chưa đủ, hãy nhớ lại lúc nãy khi giải cứu thầy khỏi phép thôi miên đi. Sự đoàn kết sẽ đem lại thành công. Bốn đàn tiên quay sang nhìn nhau, họ đã hiểu ra cách duy nhất để giải cứu tiên tộc. Bắt đầu bắn đàn tiên đất ra dựng lên màn chắn xua các đoàn phép từ phía tiên hắc ám, đồng thời dùng năng lực trói chặt chân bụng. Nhìn đi đâu thế, nhìn ta nè, đến được chúng ta rồi. Cho ngươi biết thế nào là sự kết hợp của các nguyên tố. Hai. Ra, cậu biết phải làm gì rồi đúng không? Hai. Sự kết hợp sức mạnh di chuyển, chẳng mấy chốc họ đã thành công đánh bại tiên hắc ám. Đúng là tuyệt vời thật đấy. Nhưng không biết bốn nàng tiên anh hùng có quên mất việc gì không? Lần lượt, tất cả tộc tiên đều được bốn nàng tiên nguyên tố cứu ra ngoài. Ôi, ta mỏi tay quá, có vẻ không mở được lòng mất rồi. Hay là để ta gửi lời đến Chúa, xem Chúa sắp gửi đám người khác đến giúp mọi người chưa nha. Thôi nạp ép. Chúng tớ thật sự không biết phải nói gì nữa. Dù là cảm ơn hay xin lỗi thì thật sự cũng xấu hổ vô cùng. Nếu không có các cậu, tiên tộc thật chẳng biết sẽ rơi vào thảm cảnh thế nào.
Dù biết là dư thừa, nhưng mong các cậu có thể bỏ qua tất cả. Chúng tớ thật tâm mong được trở thành bạn tốt của các vậy cậu. Vậy lớp học bốn người của chúng tớ chắc là không phải lớp cá biệt nữa đâu nhỉ? Dĩ nhiên rồi. Xin các em đắc ý chưa kìa? Thầy, thầy biết các em sẽ làm được mà. Thấy không nào, sức mạnh đoàn kết sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Thầy ơi, em nhớ lúc nãy thầy có bảo chúng em là đám tiên giỏi nhất mà thầy từng được dạy, có đúng không? Dĩ nhiên rồi. Tính đến nay ta mới dạy được có 4 tiên là các em thôi. Chẳng giỏi nhất thì sao? Thầy lừa đảo. Chúng em đã thành công đánh bại tiên hắc ám rồi. Chắc chắn người thầy vĩ đại như thầy Ethan sẽ có phần thưởng cho chúng em chứ ạ? Ồ, có chứ. Phần thưởng là lớp học ngày mai sẽ được đẩy sớm lên 1 giờ. Vậy thôi, các em vẫn đợi ta bài tập làm cách nào để chăm thỏ đấy. Không thể nào. Biết thế chúng em để cho tiên hắc ám thôi miên thầy lâu một chút. Kể từ đó, lớp học của ta có bớt cá biệt hơn không thì chưa biết được. Nhưng chắc chắn ta sẽ phải đau đầu hơn rất nhiều. Vì bây giờ các tiên nguyên tố còn biết đoàn kết để trêu chọc thầy của họ nhiều hơn. Mà khoan, những gì các em kể lại cho ta trong lúc bất tỉnh có đúng sự thật hay không đó? Fairy Tales.